Ở video lần này xin mời các bạn sẽ cùng đến với trận đấu giữa Đinh Hạo và Trần Cẩm Vân. Đinh Hạo là bại tướng của Từ Hiểu Đông, đã trở thành trò cười của khán giả khi thi đấu với một võ sĩ tán thủ có thể hình nhỏ hơn mình rất nhiều. Đối thủ lần này của Đinh Hạo đó là Trần Cẩm Vân, một nhà vô địch tán thủ trong một trận đấu diễn ra ở tỉnh Giang Môn Trung Quốc vào năm 2019. Đinh Hạo có cân nặng 78 kg và cao 1,8 m. Trong khi đó đối thủ của Đinh Hạo là Trần Cẩm Vân chỉ nặng có 68 kg và thua anh 5 cm. Tuy nhiên không quá nhiều người đặt kỳ vọng vào Đinh Hạo bởi Trần Cẩm Vân là nhà vô địch tán thủ và có khả năng thực chiến rất tốt. Và những gì diễn ra trên sàn đấu đúng với giới chuyên môn nhận định là Cẩm Vân đã liên tục ra combo đòn đấm và đá uy lực nhằm vào vùng mặt của Đinh Hạo. Những pha ra đòn chính xác của nhà vô địch tán thủ khiến bộ pháp của võ sư Vịnh Xuân trở nên loạn trọng và dẫn đến thất bại. Ở trận đấu này thì Đinh Hạo chỉ trụ được trên sàn đấu 74 giây. Sau khi dính đòn đá cầu vòng trúng mặt của Cẩm Vân, cao thủ Vịnh Xuân đổ gục xuống sàn, nhất xỉu và không thể tiếp tục thi đấu. Lúc này thì trọng tài đã xử thắng nốc ao cho nhà vô địch thám thủ. Đinh Hạo người tự nhận là truyền nhân đời thứ ba của Diệp Vấn là một trong những cái tên thu hút được sự chú ý của những người yêu mến võ thuật tại Việt Nam. Đinh Hạo không những gây chú ý vì tài năng, mà còn vì những phát ngôn tương đối ảo tưởng và tự cao và những trận đấu thua mối mặt. Năm 2018 thì Đinh Hạo từng so găng với võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hữu Đông và bị đánh cho sấp mặt. Sau đó thì võ sĩ Vịnh Xuân lớn tiếng thách đấu để tái đấu Từ Hữu Đông nhưng không được chấp nhận. Sư phụ của Đinh Hạo là Dư Sương Hoa thì lại quá đề cao môn đồ. Ông này từng cho biết nếu liên thủ với Đinh Hạo thì hai sư đồ có thể xưng bá võ lâm đến cả Mai Thế Sơn cũng không đấu lại có thể sự đề cao quá mức đã dẫn đến nhiều võ sư Vịnh Xuân đang ảo tưởng vào sức mạnh của bản thân trận thua này tiếp tục khiến công chúng đặt hoài nghi về khả năng thực chiến của võ thuật cổ truyền nhiều người cho rằng những môn phái như Vịnh Xuân thực sự hết thời hoặc không phù hợp để thi đấu trong giới võ thuật hiện đại trong hai trận đấu với Từ Hiểu Đông và Cẩm Vân Đinh Hạo đều không trụ nổi quá một hiệp nhưng sau đó vẫn vỗ ngực tự đắc rằng mình chưa dùng hết năng lực. Năm ngoái thì cộng đồng mạng Trung Quốc đã xôn xao khi chứng kiến truyền nhân đời thứ ba của Diệp Vấn là Đinh Hạo. Một võ sĩ tán thủ Trần Cẩm Vân đã bất tỉnh sau 74 giây. Sau khi trận đấu của cả hai được đăng tải lên mạng xã hội, rất nhiều người đã trầm trồ trước thân thủ của Trần Cẩm Vân khi võ sĩ này dù thua Đinh Hạo đến 10kg vẫn đủ sức hạ gục đối thủ. Nhiều người cũng tự hỏi Trần Cẩm Vân là ai và võ công thực sự của anh ta như thế nào. Đầu tiên thì Cẩm Vân là một võ sĩ tán thủ chuyên nghiệp đã có kinh nghiệm nhiều năm thi đấu. Võ sĩ này thực sự không phải dạng vừa khi từng giành đến 7 chức vô địch tán thủ ở Trung Quốc. Anh chỉ cao 1m75 và nặng 66kg. Tuy nhiên với thân thủ nhanh nhẹn, ngón đòn linh hoạt, anh dễ dàng hạ bệ đối thủ có thể hình tốt hơn mình rất nhiều. Sau khi clip trận đấu của Đinh Hạo được đăng tải thì rất nhiều người đã tìm đến danh tính võ công thực sự của Cẩm Vân và phát hiện ra một điều rằng trước khi thi đấu với Đinh Hạo thì Cẩm Vân còn hạ hai cao thủ võ của truyền khác. Trận đấu đầu tiên của Cẩm Vân với cao thủ thái cực tên là Song Đơ Cai. Trận này Cai có lợi thế về thể hình hơn hẳn Cẩm Vân. Khi bắt đầu trận đấu thì Cai lao lên tung cú đá nhưng ngay lập tức trở thành trò cười khi mất đà và ngã cắm ông xuống sàn. Sau đó cao thủ thái cực cố lấy lại thể diện khi lao lên tung đòn liên tiếp để Cẩm Vân dễ dàng hóa giải. Cẩm Vân lao lên liên tiếp và áp đảo trong thời gian còn lại. Với bộ pháp linh hoạt và đòn tay thoăn thoát, Cẩm Vân dồn ép và liên tục ra rất nhiều đòn vào mặt cai, khiến cao thủ Thái Cực đổ gục ra sàn ôm mặt đau đớn. Trận đấu kết thúc sau 1 phút. Trận đấu thứ hai của Cẩm Vân là với một cao thủ khinh công tên là Tang Duji. Đối thủ lần này có thể hình và tuổi đời khá tương đồng với Cẩm Vân. Trần Cẩm Vân cũng sớm lao lên áp đảo với một cú đấm vào mặt. Trần Cẩm Vân sau đó đã ép đối thủ vào góc võ đài. Tang đã thi triển khinh công nhào lộn để thoát khỏi góc đài khá hay. Tuy nhiên, sau đó mọi chuyện lại đâu vào đó. Trần Cẩm Vân lại áp đảo và không dưới 5 lần làm đối thủ đo sàn. Mặc cho Tang liên tục chạy để né đòn. Càng về sau, nhận thấy đối thủ không còn khả năng gây khó dễ với mình. Thì Trần Cẩm Vân chỉ đánh những đòn kiểu dẫn chơi và chọc ghẹo. Nhưng vẫn khiến Tang nhiều phen lao đao. Trần Cẩm Vân dứt điểm trận đấu bằng một pha móc trái để hạ KO đối thủ. Đặc điểm chung trong cả 3 trận với Đinh Hạo, Tang Duji và Song Decai là Cẩm Vân đều dễ dàng áp đảo và hạ knock out đối thủ, mặc dù dường như anh vẫn chưa dùng hết sức mạnh của bản thân. Gần như chỉ đánh giỡn chơi cũng đủ khiến các cao thủ võ truyền thống phải sắp mặt. Chính điều này lại càng khiến người Trung Quốc quay lưng và tin rằng võ cổ truyền thực sự đã hết thời. Về phía Cẩm Vân thì anh có thể trong tương lai sẽ nhận được nhiều lời thách đấu hơn từ các cao thủ võ thuật truyền thống. Lý do sâu xa khiến các cao thủ võ công Trung Quốc liên tục thảm bại bẽ bàng. Không phải ngẫu nhiên mà ngày càng nhiều bậc thầy võ công chịu kết cục thảm bại ê chề khi bước lên võ đài. Hãng truyền thông Guangming Daily của Trung Quốc vừa có bài bình luận khá thú vị về nền võ thuật cổ truyền nước này với tiêu đề là Vì sao võ cổ truyền Trung Quốc liên tục thảm bại của tác giả Wang Gang, giáo sư viện giáo dục thể chất Vũ Hán. Chúng tôi xin được tóm tắt nội dung của bài viết này như sau. Võ thuật cổ truyền là một đại diện tiêu biểu cho nền văn hóa xuất sắc của Trung Hoa, được hình thành và phát triển qua hàng ngàn năm. Võ thuật cổ truyền trở nên huyền bí là thứ không ai có thể đo lường được. Trong những năm gần đây, dưới sự ảnh hưởng của xu hướng toàn cầu hóa, nền kinh tế toàn cầu, võ thuật cổ truyền thường xuyên bị sử dụng như một công cụ để thổi phồng và đánh bóng bản thân, đôi khi còn bị giả mạo. Năm 2012, Diêm Phương, người tự quảng cáo là bậc thầy Thái cực quyền với năng lực siêu phàm, đã gây xôn xao dư luận khi biểu diễn thứ võ công khó tin của mình. Thế nhưng màn biểu diễn của bà mau chóng bị lật tẩy là một trò lừa đảo. Năm 2017, đấu sĩ điên cuồng từ Hiểu Đông đã gây xôn xao sau màn vạch trần năng lực thực sự của những bậc thầy võ thuật. Mới đây, sự cố Mã Bảo Quốc dưới ngọn cờ của võ thuật cổ truyền đã mang đến một trận đấu vô cùng lố bịch, chẳng khác gì làm nhục nền võ thuật truyền thống Trung Quốc. Từ Diêm Phương từ Hiểu Đông đến Mã Bảo Quốc những gì họ làm không chỉ mang tính chất cá nhân. Điều quan trọng nó làm tổn hại một cách có hệ thống đối với danh tiếng của võ thuật cổ truyền, vốn được kế thừa qua hàng thiên niên kỷ. Thế nhưng tại sao võ thuật cổ truyền Trung Quốc lại thường xuyên trở thành công cụ bị những kẻ lừa đảo sử dụng để phục vụ lợi ích của mình? Võ thuật Trung Quốc vốn rất uyên thâm, sự uyên thâm đó làm cho võ thuật truyền thống có sức hút, sâu sắc và tinh tế. Thế nhưng chính điều đó lại khiến cho võ thuật truyền thống dễ bị cường điệu và bị làm giả ngày nay khi văn hóa truyền thống đang bắt đầu được quan tâm nhiều hơn thì vẫn chưa có nhiều người thực sự hiểu về văn hóa truyền thống chính vì vậy văn hóa truyền thống trở thành bốn liếng của những bậc thầy giải trí văn hóa truyền thống trở thành công cụ để họ đánh lừa người dân hoặc biến thành tấm áo tự bao bọc cho mình văn hóa truyền thống trong đó có võ thuật đã bị phóng đại quá nhiều ngoài ra có lẽ do ảnh hưởng của các tác phẩm văn học lấy đề tài võ hiệp nên trong xã hội ngày nay khi nghĩ đến võ thuật là người ta sẽ nghĩ đến việc tỷ thí, giao chiến với nhau trong bất kỳ xã hội nào, những cuộc đấu đá như thế luôn thu hút sự chú ý của mọi người. Những bậc thầy giải trí tất nhiên đã lấy cờ hiệu võ lâm lợi dụng tâm lý của khán giả để tạo ra những trận đấu hấp dẫn. Vậy chúng ta nên nhìn văn hóa truyền thống ngày nay như thế nào? Quyết tâm và chiến thắng không phải là bản chất cốt lõi của văn hóa võ thuật Trung Hoa. Huấn luyện viên võ thuật là hoạt động rèn luyện thân thể ý nghĩa tu đạo, duy trì và đảm bảo sức khỏe, an toàn tính mạng, giúp con người trở nên mạnh mẽ, giúp người luyện võ trưởng thành và hoàn thiện hơn. Sẽ là một sự xúc phạm và coi thường võ thuật truyền thống Trung Hoa nếu chỉ xem võ thuật như là một cách để chiến đấu và giành chiến thắng. Một số phương tiện truyền thông ngang nhiên cổ xúy cho việc đấu võ một cách tùy tiện của võ thuật truyền thống, điều đó thể hiện sự hiểu hữu biết về võ thuật truyền thống coi thường võ thuật truyền thống và nó còn làm sai lệch mục đích tập võ của đa số thanh niên hiện nay. Vì vậy, với những người luyện võ cổ truyền, thay vì chỉ nghĩ tới việc giao đấu trên võ đài, họ nên trở về cội nguồn văn hóa. Khi mọi người nhìn vào võ thuật cổ truyền Trung Hoa, họ cần nghĩ nhiều hơn tới ý nghĩa văn hóa, không đặt nặng vấn đề thắng bại trên võ đài. Ngoài ra, bộ phận quản lý võ thuật cần có những biện pháp cụ thể để những người dân bình thường có nhận thức khoa học và đúng đắn về văn hóa võ thuật Trung Hoa nhằm xóa bỏ nạn võ giả ảo thuật trong võ thuật đồng thời đội ngũ này cần được xây dựng hệ thống quản lý để điều chỉnh hành vi của người tập võ những hành vi cường điệu độc ác nhân danh võ thuật để gây tác động xấu đến xã hội cần được ngăn chặn một cách kiên quyết